nối tiếp những bất ngờ và những tràng cười thú vị mà các khách mời mang lại trong tập trước. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ có những pha đỡ không nổi với những hành động và phân tích có 102 của cô thư ký Diệu Nhi. Cái quần của anh số 5 là cái quần của anh số 1. Không. Và hai chàng trai Nhâm Phương Nam và Mel trong nhóm Zero Night với giác quan thứ 6 của mình có thể đoán đúng được bao nhiêu nhân vật bí ẩn. Chốt đơn. Chúng ta hãy cùng đón xem trong tập 4 ngay sau đây. Thành Trung, Diệu Nhi xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, một tuần trôi qua rất nhanh và ngày hôm nay Thành Trung cùng với cô trợ lý thủ kép của mình quay trở lại với một khung giờ đã trở nên quen thuộc với các quý vị khán giả yêu mến chương trình Giác quan thứ 6. Và đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ không thể đứng đây một mình, chúng tôi sẽ có những người chơi đến với chương trình. Nhưng tôi muốn hỏi cô trợ lý của tôi, dạ, Diệu Nhi, dạ vâng, em có phải là người thích âm nhạc hay không? Dạ, âm nhạc là một niềm đam mê của em. Và anh được biết là sở thích của em là rất thích những chàng trai bảnh bao và hát hay, có đúng không? Dạ, cũng có thể gọi là đúng. Hôm nay đến với chương trình của chúng ta sẽ là hai chàng trai, có nghĩa là cực kỳ bảnh bao, cực kỳ cao giáo và họ đều là những ca sĩ. Em thấy sao? Em thấy là quá tuyệt vời anh ơi. Còn bây giờ hãy cùng chào đón hai ca sĩ của chúng ta đến với chương trình. Hai giờ khuya rồi anh vẫn ngồi, ngồi nhớ em vu vơ vậy thôi. Bờ môi kêu xa như dã quỳ, ngàn năm yêu em cũng chẳng là gì. Nắm được tay của anh, tell me where do you wanna go. Chẳng cần biết em đi về đâu, chỉ cần bên em như đêm phép mộng. Dù là em xa xôi nơi chân trời, nguyện làm mây theo em suốt cuộc đời. I wish you all always be forever mine. Cảm xúc trong anh là mãi mãi chẳng thể nhạt phai. Định nghĩa bên em là em rơi là bao tố mang anh trở lại. I wish you would always be forever mine. Hạnh phúc bên em là mãi mãi em đâu say goodbye. Bởi vì anh chơi với nơi xa vời, là vì em nên say đắm muôn đời. Đuổi chị về. Nếu bên em là sai thì anh đây cũng chẳng ngại phải đúng. Just yêu right. Em thương em never lie. Baby ơi anh chỉ muốn được bên em lâu dài. Tay trong tay mình bên nhau mãi mãi, vai kề vai mình chỉ hết đêm này. Siết chặt đôi tay, ôm chặt bờ vai, nguyện thương em đến hết cuộc Just đời right. Một cộng một là hai, tự hỏi yêu em có lý nào là sai. Cứ sao chẳng thể nào delay mà cũng chẳng thể nào bấm nút ignore vậy. Anh yêu em chẳng cần cớ, mà thật cũng chẳng cần phải chờ. Đừng hỏi sao anh quá mộng mơ, mà hãy cho rằng anh là chàng rapper. Nắm đôi tay của anh, tell me where do you wanna go. Chẳng cần biết em đi về đâu, chỉ cần bên em như đêm phép màu. Dù là em xa xôi nơi chân trời, người làm mây theo em suốt cuộc đời. I wish you would always be forever mine. Cảm xúc trong anh là mãi mãi chẳng thể nhạt phai. Định nghĩa bên em là alright, you never sai. Nước mắt em rơi là bão tố mang anh trở lại. I wish you would always be forever mine. Cảm xúc trong anh là mãi mãi chẳng thể nhạt phai. Định nghĩa bên em là alright, you never sai. Nước mắt em rơi là bão tố mang anh trở lại. I wish you would always be forever mine. Hạnh phúc bên em là mãi mãi, don't say goodbye. Baby anh chơi với nơi xa vời, là vì em nên say đắm muôn đời. Một chút bối rối, một chút đắm đuối vì đôi môi em, là con tim anh cứ ngẩn ngơ bao ngày đêm. Phải làm sao để có thể nói được hết tất cả tâm tư rằng yêu em mãi mãi yêu em. I wish you would always be forever mine. Cảm xúc trong anh là mãi mãi chẳng thể nhạt phai. Định nghĩa bên em là alright, you never sigh.
ngày tháng bên em là mãi mãi đâu say goodbye. Baby anh chơi với nơi xa vời là vì em nên say đắm muôn đời. Vâng, xin được giới thiệu với quý vị khán giả hai chàng trai rất bảnh bao của chúng ta, đó chính là ca sĩ Nhâm Phương Nam và một ca sĩ nữa đó chính là Mel đến từ Zero Night. Và em nhìn hai anh ở đây, em đoán đi, anh nào hát thì sẽ hợp gu với em hơn? Dạ, theo cái giác quan thứ 6 của em thì ngày hôm nay em nghĩ cái tông giọng của em á sẽ hợp với lại bạn Mel hơn. Bạn Mel hơn? Dạ vâng. Thôi Nam, theo anh, lắm không theo Nam? Anh đó là một tin vui cho em đấy chứ không phải là tin buồn đâu. Em làm sao đây? Vậy đáng ra người suy sụp phải là bạn Mèo đúng không anh? Đúng rồi, đây đáng em mới là người suy sụp. Nhưng thôi được rồi, trước khi nói cảm xúc của các em về về cái phần âm nhạc đối với Diệu Nhi thì các em hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình là Miu, mình đến từ nhóm Zero Night. Rất là vui khi hôm nay được tham gia chương trình Giác quan thứ 6. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhâm Phương Nam. Hôm nay mình đến đây mục đích chính là để gặp chị Diệu Nhi ạ. Để làm gì? Em là một fan hâm mộ rất chân chính của chị Nhi. Mà anh đã hiểu vì sao mà em suy sụp rồi. Mà em suy sụp lắm anh ạ. Chị sai rồi. Em hâm mộ Diệu Nhi, vậy là anh bắt đầu biết gu âm nhạc của em là thế nào rồi đấy. Em làm ca sĩ mà em có gu thế này là anh hơi lo đấy nhá, Nhâm Phương Nam nhá. Vậy thì bằng trực giác của mình, bằng những câu, những từ ngắn gọn nhất để nói về người trợ lý của anh trong chương trình thì em sẽ nói gì, Miu? Nếu mà để dùng từ ngắn gọn thì em nghĩ là từ duyên dáng là hợp lý nhất ạ. Ui, làm sao đấy? Cái từ đó em không có dám nhận chút xíu nào. Chị cảm ơn em đã dùng những cái mỹ từ đó dành cho chị. Thế à? Nào, hãy cùng xem Nhâm Phương Nam em sẽ dùng từ gì? Của em là ba chữ: tiên dáng trần. Tiên dáng trần. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Từ đó, nó hơi quá. Đây, tôi có cảm giác như là Nhâm Phương Nam là có vấn đề về cả gu âm nhạc lẫn gu thẩm mỹ. Đúng là người ta bảo là cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Thôi, anh chả nói gì được em vào lúc này nữa Nam ạ. Anh mong em đủ bình tĩnh để có thể vượt qua các cái thử thách của chương trình nhá. Hết sức bình tĩnh nhá. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời Nhâm Phương Nam và Miu về vị trí của mình. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 3. Chúng ta sẽ có luật chơi của chương trình không khác là mấy so với mùa 1 và mùa 2. Chúng ta sẽ có 5 vị khách mời đặc biệt đến với chương trình ứng với 6 nghề nghiệp khác nhau. Và trước mỗi một vòng thi thì hai người chơi sẽ phải lựa chọn gói tiền thưởng của mình. Và gói tiền thưởng của mình là bao nhiêu được đưa vào quỹ của hai người chơi như thế nào tùy thuộc vào việc hai người chơi có đoán đúng nghề nghiệp tương ứng với khách mời lựa chọn hay không. Mọi người đã hiểu chưa ạ? Dạ. Và sau khi vượt qua 5 vòng thi của chương trình thì người chơi sẽ có một số tiền thưởng nhất định, rồi sau đó sẽ đến với 3 chiếc két của chúng tôi. 3 chiếc két này, các bạn sẽ là những người lựa chọn một trong 3 chiếc két cuối chương trình, biết xem nó sẽ giúp các bạn nhân đôi, chia đôi hay giữ nguyên số tiền thưởng. Và xin mời trợ lý của tôi, đây là cô thủ két Diệu Nhi. Dạ. Nào các em, mời các em đi theo chị. Đối với khách hàng không bao giờ gọi người ta là em. Các anh của chị. Trời ơi, sao các anh của chị? Em rối quá. Bây giờ em phải... Nào. Dạ, nào. Anh biết là em thấy dai đẹp là em hơi căng thẳng. Dạ, nhưng đúng. Mà nào xưng hô cho đúng. Dạ thưa các anh, em đây ạ. À. Nào, làm đi. Dạ. Dạ thưa các anh, em đây ạ. À. Các anh chọn cái kết nào? Em chọn cái 3 này không? Tại sao anh lại chọn số 3? Bên này là xa Nhi nhất thì cái hộp này nó sẽ không bị nóng. Ủa, có phải là một câu thả thính không hả? Không phải thính đâu, đấy là bà đấy. Nên là em phải hết sức cảnh giác nhé. Đừng bị choáng ngợp bởi những lời đường mật không dành cho mình. Em phải tỉnh táo lên. Rồi, tỉnh táo lên, tỉnh táo số lên. Số 3. Market đầu tiên của chúng tôi là 1, 2, 3, 4 và các bạn có quyền thay đổi. Xin mời Diệu Nhi sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi market. Dạ. Đây, bây giờ em xin mở kết cho hai anh nha. Wow. Mọi người có thể nhìn thấy đây là một tấm thẻ có ghi cái thông điệp mà mọi người sẽ nhận được và mọi người sẽ biết ở cuối chương trình. Và hãy đặt một password mới. Bây giờ bắt đầu đặt mã mới nha. Mình sẽ tiếp tục mình mở cái két nha. 1, 2, 3, 4. Rồi sau đó chúng em sẽ bắn. Rồi em đặt đi, đặt lẹ trước khi cái đèn xanh lại em. À
như vậy hả? Xong ấn đây đúng không ạ? Đúng rồi. Và ruột chả nom. Wow. Này, đi ra đây. Dạ. Này, em đưa cho người ta để người ta đặt lại password thì em phải quay mặt đi hoặc em đi sang đây. Đằng này em nào mời các bạn hãy đặt password đi, xong mắt em nhìn chừng chừng vào đây. Thế thì còn cái gì là bí mật với cả password nữa? À, bởi vì em không với Nam là bí... thân với nhau. Thân bí mật gì? Bí mật của em với của chị Nhi là một. Thôi em đừng thả thính những cái câu mà rất dễ làm cho người ta tưởng thật rồi khổ người ta ra. Dạ vâng, em sẽ em vừa rồi em có đọc thấy password là gì không? Dạ em không biết luôn. Rồi đấy, như vậy là chúng ta đã có sự lựa chọn của hai người chơi. Chiếc kết số 3 sẽ thuộc về các bạn. Phần tiếp theo sẽ là gì trợ lý? Dạ, trước khi chúng ta gặp gỡ năm vị khách mời đặc biệt, xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Sở thích của mình là thích gì làm đó. Phân vân giữa khu quận 2 và khu quận 5. Chắc chắn là phải suy nghĩ lại. Cái quần của anh số 5 là cái quần của anh số 1. Không. Cái vòng 2 của ảnh nó cân đối với lại cái vòng 3 của ảnh. Thì khi đứng trên ván thì nó cân bằng ở cái ván chính giữa. Quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những nhân vật quan trọng trong mỗi chương trình của chúng tôi. Đó chính là 5 vị khách mời đặc biệt với những nghề nghiệp khác nhau. Vậy thì bây giờ tôi muốn hỏi hai bạn nhìn thấy 5 khách mời ở kia, thử đoán một cái cách rất là ngẫu nhiên thôi, bằng trực giác thôi. Các em nghĩ rằng có những nghề nghiệp nào ở đây tương ứng với 5 khách mời này? Em thấy sẽ có những anh là làm những cái nghề liên quan đến nghệ thuật. Nhưng mà ở phần underground. Thế còn... Miu. Với em thì em nhìn thấy khá nhiều người đấy. Ví dụ như là ở anh số 2 chẳng hạn. Thì em có cảm giác như anh ý là dân IT. IT bởi vì anh không có cặp kính đi kia đúng không? Dạ đúng rồi. Anh số 4 thì em cũng cảm thấy hơi văn phòng. Và anh thứ 5 thì em có cảm giác như anh Nam nói là anh ý thiên về kiểu hip hop nên nhiều hơn. Trợ lý, yeah. Các bạn phân tích thế thì em thấy thế nào? Khi mà bạn Miu nói bạn số 5 thì cái dáng đứng của bạn số 5 có vẻ rất là ăn chơi. Thì em nghĩ là cũng là nhảy nhót hay là đọc rap gì đó. Nào, xin mời trợ lý hãy đưa ra thông tin mà các người chơi đang quan tâm. Chúng ta sẽ có các gói tiền như sau với các mệnh giá 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 25 triệu. Và tương ứng với những gói tiền này, đó chính là 6 nghề nghiệp. Chúng ta sẽ có 5 vòng thi. Và vòng thi đầu tiên được mang tên ấn tượng đầu tiên. Bây giờ sẽ là vòng 1. Chúng tôi sẽ dành cho các bạn cơ hội để lựa chọn các gói tiền thưởng của mình từ 1 cho tới 5. Nó sẽ không đi theo một cái thứ tự nào cả. Tất cả mọi thứ là ngẫu nhiên. Và các bạn sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số mấy? Nãy cái kết đã chọn cái số 3 rồi, bây giờ em chọn đi. Em nghĩ là em sẽ chọn số 4 ạ. Số 4. Dạ. Trước khi biết nghề nghiệp đầu tiên là gì, chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu về mình của 5 khách mời. Xin mời các bạn. Hi, xin chào các bạn. Tôi là Trí Nguyễn. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trải qua rất là nhẹ nhàng. Ngoài công việc thì tôi thích đi du lịch vì du lịch sẽ cho tôi nhiều trải nghiệm hơn, đến được nhiều vùng đất mới hơn và tìm hiểu được nhiều nền văn hóa hơn. Vậy thì bạn hãy đoán xem tôi là ai? Xin chào mọi người, mình là Lực. Mình có một niềm đam mê với âm nhạc. Mình thích văn hóa Việt Nam và du lịch, thể thao. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nha. Chào mọi người, mình là Hiển. Mình đứng từ sáng tới giờ cũng chỉ để cho mọi người được thấy trang phục mình đang mặc. Mọi người có thấy bộ đồ trang phục của mình mặc ngầu không? Chị Diệu Nhi thấy sao? Ngầu đúng không? Các bạn hãy đoán xem mình là ai nhé. Chào mọi người, mình là Việt. Mình là một người khá thật thà. Hỏi gì mình sẽ trả lời đấy. Rất vui được gặp mọi người. Hãy đoán xem mình là ai nhé. Xin chào mọi người, mình là Đình Anh. Và ở nhà mình thích ăn, ngủ, nghe nhạc và xem phim. Và sở thích của mình là thích gì làm đó. Các bạn đón xem mình là ai. Vậy là 5 khách mời đã giới thiệu về mình.
hãy nhìn vào thái độ, hãy lắng nghe giọng nói, biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được những cái thông tin khác. Từ vòng 1 đến vòng 2, chúng ta sẽ có hai quyền trợ giúp dành cho các người chơi. Đó là quyền bỏ đi những phương án sai. Thứ hai là chúng tôi sẽ dành cho các bạn quyền tiếp cận. Các bạn có thể đến gần hơn để có thể nhìn và quan sát 5 khách mời của chúng tôi hoặc bất kỳ khách mời nào các bạn đang quan tâm. Yeah. Các bạn hiểu chưa? Vâng ạ. Bây giờ hãy cùng xem nghề nghiệp đầu tiên mà chương trình đưa ra là gì? Skateboard. Triệt ván. Có thể đó là một môn thể thao. Vậy thì các bạn nghĩ rằng cái môn thể thao này nó phù hợp với ai trong số 5 khách mời nam của chúng tôi ở đây? Như em nghĩ thì trượt ván là một môn thể thao mà vận động khá nhiều. Thì nó sẽ thích hợp hơn với một số người mà dáng người nó thể thao. Nên là em nghĩ là rất có thể anh số 1 và anh số 4 sẽ không nằm trong cái bộ môn này. Anh Nam có nghĩ ai không? Anh thì anh phân vân giữa khu quận 2 và khu quận 5. Quận 5, đúng không? Nhưng mà anh thiên về khu quận 5 hơn. Em thấy được cái thời trang anh ạ, cái quần tụt với cái đôi giày thể thao kia là rất hợp với những bạn trượt ván. Giúp cho phán đoán của người chơi được củng cố thì hãy cùng nghe phân tích của trợ lý chương trình. Thật ra hai bạn biết không, nhiều khi năm cái vị khách này họ có thể là tráo quần cho nhau để có một cái sự là đánh lừa lạc hướng chúng ta. Nếu như cái gì mà làm cho mình dễ đoán quá thì tất nhiên nó là một cái bẫy rồi. Cho nên là chắc chắn là phải suy nghĩ lại. Nhiều khi cái quần của anh số 5 là cái quần của anh số 1. Không. Bởi vì cái quần của anh số 1 có vẻ nó hơi quá bó đối với ảnh. Thì có thể là hai người họ tráo quần cho nhau. Rồi, phải nói là một cái sự phân tích của một trợ lý mà tôi xin được nói là trợ lý ảo nhưng lại có thật. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Nhập vào vòng này là bọn em được dùng một cái quyền trợ giúp đúng không anh? Được. Thì chắc mình dùng cái loại bỏ đi. Bọn em dùng một cái quyền trợ giúp loại bỏ đi ạ. Như vậy là người chơi đã quyết định ngay từ vòng 1 sử dụng trợ giúp loại trừ. Chúng tôi mời chương trình bỏ đi những phương án sai của nghề nghiệp này. Xin mời. Hai phương án loại bỏ đó chính là số 2 và số 4. Bây giờ sẽ là quyết định của các bạn. Thực ra cái này là em chọn theo cái sự phán đoán nhá. Em rất là thích cái màu tóc đỏ của anh số 5. Nên là em sẽ chọn anh số 5 là trượt ván. Các bạn đã chốt chưa? Chốt đơn. Trợ lý, em có cùng quan điểm với người chơi hay không? Em nghĩ anh số 1 phải là người trượt ván mới đúng. Và tại sao em lại nghĩ anh số 1 là người trượt ván? Bởi vì cái vòng 2 của ảnh nó cân đối với lại cái vòng 3 của ảnh. Thì khi đứng trên ván thì nó cân bằng ở cái ván chính giữa. Nó làm cho anh ấy dễ giữ thăng bằng hơn. Dạ đúng ạ. Người chơi đã lựa chọn rồi. Hãy cùng xem lựa chọn của người chơi đúng hay sai ở nghề nghiệp này. Xin mời đáp án của chương trình. Yes. Chính xác. Yeah. Vậy là không quá khó, đúng là không quá khó để có thể nhận ra. Và chúng ta sẽ cùng xem với việc đã lựa chọn nghề nghiệp đúng với khách mời số 5 thì hai chàng trai sẽ có gói tiền thưởng là bao nhiêu. Xin mời. Nếu mà đầu xuôi đuôi lọt như vậy thì là 5 triệu. Yeah. Wow. Đương nhiên rồi, đây là số tiền đầu tiên nằm trong quỹ tiền thưởng của hai chàng trai đã đến với chương trình hôm nay. Nhưng bây giờ hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời số 5. Xin mời bạn. Xin chào bạn. Bây giờ là lúc chúng tôi muốn bạn giới thiệu rõ hơn về mình cho các quý vị khán giả được biết. Mình tên là Trần Đình Anh và mọi người hay gọi mình là Cú Tý. Thì môn thể thao này là thể thao mạo hiểm và mình trượt ván được 10 năm. Wow. 10 năm. Bạn trượt theo đam mê hay là bạn có theo cái trường lớp? Là đam mê. Đam mê. Yeah. Và bạn đã tham gia cái cuộc thi nào chưa? Trong nước thì mình tham gia nhiều cuộc thi và lần cuối cùng tham gia cuộc thi lớn nhất cuộc đời mình đó là SEA Games. Wow. SEA Games năm nào? 2019. Và bạn có được thành tích nào không? Thành tích của mình là được có mặt ở đó rồi. Được góp mặt ở đó thôi. Bạn thích chơi những môn thể thao mạo hiểm?
Thích trực quán thôi, còn mạo hiểm quá không chơi. Để tập được một động tác khó thì mất khoảng bao nhiêu lâu? Tập mỗi ngày anh, tới bây giờ là cũng 10 năm là em tập tất cả mọi thứ để cho nó nhuần nhuyễn hơn và đẹp hơn. Cái yếu tố quan trọng nhất để có thể tham gia môn thể thao này là gì? Liều. Và không sợ đau đúng không? Cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Chúc bạn sẽ luôn luôn sống cùng với đam mê của mình và biết đâu đó đam mê của bạn sẽ mang về những thành tích cao hơn nữa. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúc bạn những điều may mắn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Trước khi đến với những vòng thi tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị khán giả sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút. Cái này khó thật sự luôn mà không còn quyền trợ giúp gì cả. À, chúng ta vẫn còn một trợ lý ảo, đúng không? Em nghĩ đã đến lúc em chứng minh cho mọi người biết em thực sự là ai. Ảnh chụp cô dâu chú rể nhiều thì cô dâu chú rể thương ảnh, mời ảnh nó lại ăn đám cưới. Chắc chắn là số 1 nghĩ ảnh Giang. Ui, trợ lý của anh. Chị Nhi chọn số 1 đúng không ạ? Vâng. Vâng, em cảm ơn chị phân tích của chị. Em chọn số 2 ạ. Giác quan thứ 6 mùa 3 và bây giờ là vòng 2, vòng cảm quan. Trước khi lựa chọn xem khách mời tương ứng với nghề nghiệp gì, hai chàng trai của chúng ta sẽ được lựa chọn gói tiền thưởng. Các bạn sẽ lựa chọn số bao nhiêu? Lần này em chọn số 2 ạ. Số 2. Và hãy cùng xem nghề nghiệp mà chương trình đưa ra, đó là nhiếp ảnh gia. Trợ lý. Dạ. Em hãy nói cho tôi biết nhiếp ảnh gia là một công việc như thế nào? Nhiếp ảnh gia là một công việc đòi hỏi có sức khỏe và thời gian dành hoàn toàn cho công việc đó. Cũng như là một công việc không cần nhan sắc, chỉ cần đam mê. Vì vậy, công việc này đòi hỏi người nhiếp ảnh gia là phải đi rất là nhiều nơi. Bây giờ, lựa chọn thuộc về hai chàng trai, các bạn hãy đánh giá. Cái nghề nhiếp ảnh gia này em gặp cũng khá là nhiều trong cái môi trường công việc của bọn em. Em nghiêng về anh số 2 và anh số 3 hơn. Em nghĩ rằng ấy, là nghề này cần cái sự chuyển động linh hoạt nhiều hơn, phải căn đủ các loại góc. Mà em thấy anh số 4 thì đã hơi hợp với văn phòng. Còn anh số 1 thì em thấy hợp với khu nông trại. Chắc là do cái khăn anh ấy quấn. Thì em đang phân vân giữa anh số 2, số 3. Thế còn Miu, em đánh giá thế nào? Em có một cái quyền là được lên trên đấy để soi đúng không ạ? Đúng rồi, quyền tiếp cận. Em xin phép được sử dụng quyền tiếp cận ạ. Các bạn có 15 giây để được. Tiếp cận. 15 giây bắt đầu. Em xin phép cả bốn anh để tay hết ra trước mặt. Đếm. Được không ạ? 1, 2, để tay hết 3, ra trước mặt 4, 5, dạ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, rồi. 15. Hết giờ. Em đã có được quyết định của bản thân em. Như anh Nam nói thì bọn em tiếp cận với các anh nhiếp ảnh khá là nhiều. Mà khi mà chụp ảnh thì thao tác tay rất là nhiều. Vì thế hầu như các thợ chụp ảnh thường sẽ không đeo trang sức và phụ kiện. Bởi vì khi như vậy sẽ va chạm vào máy ảnh rất là nhiều khiến cho hỏng. Thì riêng anh số 2 là anh ý không có đeo một cái gì trên tay cả. Và với em thì em cũng có một cảm giác anh ý là nhiếp ảnh. Và các em sẽ lựa chọn. Trước khi em lựa chọn thì em hỏi sự tư vấn của chị trợ lý đi. Theo chị thì nhiếp ảnh gia chắc chắn phải là anh số 1. Và đặc biệt nữa là ảnh chụp cô dâu chú rể nhiều thì cô dâu chú rể thương ảnh, mời ảnh nó lại ăn đám cưới. Vì vậy mà ảnh ăn nhiều cái đám cưới như vậy, thành ra ảnh có hơi một chút nhỉnh cân lên một tí. Thì chắc chắn là anh số 1 là nhiếp ảnh gia. Đây là một thông tin hoàn toàn mới mà đến chính chúng tôi cũng mới biết à. Đó chính là nhiếp ảnh gia mà chụp ảnh đẹp cho các cặp vợ chồng thì thường được mời đám cưới. Và quyết định của em sẽ là chị Nhi chọn số 1 đúng không ạ? Vâng. Vâng, anh cảm ơn chị phân tích của chị. Em chọn số 2 ạ. Và em chốt đơn số 2. Hãy cùng xem kết quả của chương trình. Như vậy là không chính xác. Ui, trợ lý của anh. Anh thật là may mắn có một trợ lý như em. Trời ơi. Đó, anh phải biết quý trọng em đi. Em đã phân tích hết mình rồi.
bây giờ theo quan điểm của em thì ai là người làm nghề nhiếp ảnh gia? Anh số 1. Đó chính là anh số 1. Em chắc chắn bao nhiêu phần trăm? Em chắc chắn 100%. Hãy cùng xem liệu lần này Diệu Nhi có đúng hay không. Kết quả của chương trình. Đây rồi. Thưa quý vị, như vậy là thời đã đến với Diệu Nhi, nhưng đến ở cửa rồi quay về chứ không vào nhà. Như vậy là Diệu Nhi cũng không chính xác. Nhưng chúng ta đang nhìn thấy hai chàng trai của chúng ta đã mất đi một gói tiền. Nhưng gói tiền này có mệnh giá là bao nhiêu? 1 triệu. Hãy cùng xem. 15 triệu trời đồng. Ơi, tiếc quá, cái số tiền này cũng là một cái số tiền cao nhì của chương trình đó. Đúng. Và như vậy là 15 triệu đã ở lại với chương trình. Nhưng bây giờ hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời đặc biệt số 4. Mời anh bước lên ạ. Xin chào anh, mời anh hãy tự giới thiệu về mình cho quý vị khán giả được biết ạ. Chào mọi người, mình tên là Trần Tuấn Việt. Mình là một nhiếp ảnh gia chuyên về ảnh phong cảnh và đời thường. Mình đã bôn ba khắp Việt Nam để ghi lại hình ảnh đẹp về quê hương, về đất nước và giới thiệu với bạn bè quốc tế về những cái hình ảnh đấy của Việt Nam mình. Anh Việt đã theo đuổi công việc này được bao lâu rồi và anh hiện nay có đang làm việc tại tổ chức hay là cái công ty nào không ạ? Mình tham gia nhiếp ảnh từ cách đây 14 năm rồi. Wow. Và hiện tại mình là một nhiếp ảnh gia hợp tác cùng National Geographic. Kênh địa lý quốc gia của Hoa Kỳ. Và chắc chắn là trong cái quãng thời gian mà anh làm nghề thì sẽ có những khoảnh khắc không thể quên được. Và khoảnh khắc nào, những khoảnh khắc nào mà anh có thể kể ngay dưới đây, những khoảnh khắc mà anh đã may mắn được chứng kiến và ghi lại nó bằng hình ảnh? Có những khoảnh khắc mà mình nhớ nhất, ấn tượng nhất với mình, đấy là khoảnh khắc mình chụp được một người phụ nữ thu hoạch cái chân nhang, chân hương ở làng Quảng Phú Cầu ở Hà Nội. Đấy là một cái nghề truyền thống hàng nghìn năm của Việt Nam, mà sau đấy cái bức ảnh đấy được đăng tải lên tạp chí National Geographic cùng với đoạt giải thưởng về ảnh du lịch của tạp chí Smithsonian của Hoa Kỳ. Tôi đã được xem tấm ảnh đó. Tấm ảnh đó rất đẹp. Nó không chỉ mang tới một tấm ảnh đẹp mà nó còn ở đó, nó là của một nét văn hóa và đặc biệt của người Á Đông và người Việt Nam, đó chính là văn hóa tâm linh. Đúng rồi. Những cái nước mà như kiểu Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc thì cái hương là một cái để mà kết nối giữa đời sống thực tại và đời sống tâm linh. Đằng sau cái bức ảnh đấy là cả một cái câu chuyện về văn hóa, về truyền thống đất nước mình. Và mình rất là vinh dự là có được bức ảnh đấy được thế giới đón nhận. Trợ lý, em có muốn xem bức ảnh này không? Dạ, em rất muốn xem bởi vì em chưa có cơ hội được xem cái bức ảnh đó. Vậy thì không biết là anh Việt có mang tấm ảnh đó đến đây không ạ? Bức ảnh đấy đã được mình gửi đến chương trình rồi ạ. Xin mọi người cùng chiêm ngưỡng ạ. Yeah, hãy cùng xem nào. Những bức ảnh rất đẹp đang có mặt trên sân khấu. Và chúng tôi muốn hai người chơi, Nhâm Phương Nam và Miu sẽ cùng lên đây để nhìn kỹ hơn. Trên tay Diệu Nhi lúc này đang chính là tấm ảnh mà anh Việt đã nói. Và mọi người có thể nhìn thấy là trông những cái chân hương này giống như những bông hoa trong một cái cánh đồng vậy, nó rất là đẹp. Anh Trung nói rất là đúng, bởi vì là nhận xét của các biên tập viên của National Geographic ấy, khi mà lựa chọn tấm ảnh này vào cái tạp chí ấy, thì họ cũng bảo là đây là như một người phụ nữ đang ngồi trong một cánh đồng hoa vậy. Nó khá gần gũi với người Việt Nam nhưng mà nó rất lạ với bạn bè quốc tế. Diệu Nhi, em dạ, thấy điều gì hay nữa ở tấm ảnh này? Dạ, ngoài ra mình tưởng là những cái cây cỏ đánh má hồng đó anh. À. Dạ, đủ màu hết, nhìn rất là đẹp. Đây là một cái bức ảnh mà tạo được rất là nhiều cái cảm hứng cho nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước đến với cái làng nghề truyền thống này để ghi lại cái bức ảnh này. Vậy thì Miu, bạn muốn hỏi về tấm ảnh nào? Thật ra thì khi mà em nhìn vào tất cả các tấm ảnh của anh thì em nhận ra được là anh hầu như chụp vào cái khoảng thời gian là nó vào hoàng hôn. Với tất cả những cái bức ảnh chụp ở hoàng hôn như này thì anh có bắt khoảnh khắc nó khó? Trong nhiếp ảnh thì có hai khoảnh khắc quan trọng và chụp đẹp nhất, đấy là giờ xanh và giờ vàng. Dạ. Nó tương ứng với bình minh và hoàng hôn. Dạ. Với cái bức ảnh kia thì mình đã chụp ở mông cũng quang trải thì nó khá là khó để mà nắm bắt được khoảnh khắc đấy, bởi vì lúc đấy thì mặt trời xuống núi rất là nhanh. Thì mình đã
rất là may mắn gặp được một người phụ nữ người Hờ Mông đang sảy lúa. Đấy là một cái bức ảnh mình kể về câu chuyện về cái nghề sảy lúa mà mọi người quen gọi là dê thóc ấy. Thật sự em nhìn vào bức ảnh đó em thấy giống như người ta đang dưới nắng ấy. Đúng rồi. Người đang tưới nắng xuống ấy. Đây là một cái hiệu ứng thị giác để mà thu hút mọi người chú ý hơn về nhiếp ảnh. Thế còn tấm ảnh này bức ảnh đó em có cảm giác giống như là đang đứng trên mây, trên tiên cảnh anh hả? Thì đây là một cái bức ảnh kể về câu chuyện một người đốt đài sen ở đầm Ba Sao của tỉnh Hà Nam. Thì mặc dù là cái nghề vất vả và ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều nhưng mà cái thu nhập của người lao động thì không được đảm bao nhiêu. Mình muốn tôn vinh những người lao động. Đấy là cái những cái nét đẹp mà mình nghĩ là bình dị và gần gũi nhất trong cuộc sống. Từ đam mê của mình anh đã mang lại những khoảnh khắc tôi nghĩ là vô cùng đáng nhớ cho không chỉ một người trong tấm ảnh đó mà cho rất nhiều người đang làm nghề nghiệp đó. Và hơn hết mang những hình ảnh đẹp của Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe, có trực giác giống như cái tên gọi của chương trình Giác Quan Thứ Sáu để có thể bắt được những khoảnh khắc vàng, những khoảnh khắc đem lại những tấm ảnh đẹp nhất trong tương lai trong nghề nghiệp của mình. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình. Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác Quan Thứ Sáu. Vào lúc này thì hai người chơi đã bỏ phí đi một gói tiền thưởng của mình với mệnh giá là 15 triệu đồng. Nhưng các bạn vẫn còn đó những cơ hội ở ba gói tiền thưởng cuối cùng. Bởi vì ngay sau đây sẽ là vòng 3 được mang tên Trực Giác. Bây giờ chúng ta đang có ô tiền thưởng số 1, số 3 và số 5. Hai bạn chọn số mấy? Mình số 3 đi. Số 3. Và hãy cùng xem nghề nghiệp tương ứng với gói tiền số 3 là gì? Bong bóng nghệ thuật. Các em biết gì về công việc này? Em nghĩ là bong bóng là một cái thứ gì đấy nó rất là dễ vỡ. Thì em nghĩ là một cái người gì đấy nó phải khéo. Khéo léo. Đúng rồi. Cái này khó thật sự luôn mà không còn quyền trợ giúp gì cả. À, chúng ta vẫn còn một trợ lý ảo. Đúng rồi. Bạn có thể cho tôi biết gợi ý của vòng này được không? Nói về bong bóng nghệ thuật thì đơn giản thôi, đó là cái bong bóng đó thì có hai loại. Một loại là các nghệ nhân là bơm đó. Bơm bằng tay hoặc là bằng chân, rồi sau đó vừa bơm là vừa sẽ uốn nắng tạo hình. Cái loại thứ hai thì có thể là các nghệ nhân là vừa thổi rồi canh cái hơi của mình và làm luôn. Thì nói về cái sự giữ hơi thì chúng ta phải nhắc đến anh số 1. Đúng không? Lần này thì em thấy trợ lý ảo đưa ra những thông tin khá là thật đấy. Rất. Nếu mà như thế thì em sẽ nghiêng về anh số 1 nhiều hơn. Thì em thấy anh số 1 lại nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ thì em thấy hợp với cái nghề này hơn. Em cũng có một cảm giác là tin vào trợ lý ảo Diệu Nhi. Các bạn có quyền đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Số 1. Số 1 nhá. Bọn em xin phép chọn anh số 1 ạ. Lần đầu tiên trong chương trình hôm nay, hai người chơi đã có cùng ý kiến với trợ lý ảo của tôi Diệu Nhi. Em có nghĩ rằng thời của em đang đến rồi không? Em nghĩ đã đến lúc em chứng minh cho mọi người biết em thực sự là ai. Vậy thì bây giờ em hãy đoán số tiền ở gói số 3 đi. 25 triệu nha anh. 25 triệu. Vâng. Hay là mở tiền trước nhá. Mở tiền trước đi anh cho nó hồi hộp. Mở tiền trước nhá. Dạ. Nào hãy cùng xem trực giác của Diệu Nhi lần này có đúng hay không. Mở gói tiền số 3. Ôi. Bao nhiêu vậy mọi người? Bao nhiêu vậy? Cái số đó là 25 triệu. Ok. Tôi muốn nói với mọi người rằng vất và thời của Diệu Nhi đã tới rồi. Nhưng liệu có tới đến cửa rồi quay về hay là sộc thẳng vào nhà thì chúng ta cũng phải chờ đợi. Em nghĩ lần này 25 triệu. Vận may có lao thẳng vào nhà em không? Phải ập vào em luôn. Phải ập vào em luôn. Vào. Vậy là ập vào em coi như là ập vào hai chàng trai kia đấy. Dạ yeah, đúng. Theo anh là em đứng bên đấy luôn đi. Để yeah. Nếu như vận may có ập vào em thì ập luôn vào hai người đó luôn. Dạ vâng. Chúng ta hãy cùng xem vị khách mời số 1 có phải làm nghề bong bóng nghệ thuật hay không? Mời kết quả của chương trình. Đúng là vẫn tới cản không nổi. Chúng tôi xin được công bố vị khách số 1 đã đúng với nghề nghiệp của mình, đó là bong bóng nghệ thuật.
Và xin mời khách mời số 1 bước lên phía trên ạ. Em chào anh ạ. Anh có thể giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết được không ạ? Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Phạm Minh Trí. Nghệ danh của mình là Mr. Vui. Mình chuyên về mảng bóng nghệ thuật. Ngay từ cái giây phút anh bước ra sân khấu là em biết rồi. Bởi vì lúc nào anh cũng hai anh cười này kia vậy. Cảm thấy rất là giống em. Cho nên em nghĩ là chắc chắn anh phải là nghệ nhân bong bóng nghệ thuật rồi. Cảm ơn Diệu Nhi rất là nhiều. Dạ. Đã yêu thương, quan tâm mình từ đầu tới giờ. Mặc dù sai thì cũng vẫn tiếp tục chọn mình để cho đến đúng. Diệu Nhi có phương châm là sai cộng sai là đúng. Đó. Và anh đã làm công việc này bao nhiêu lâu rồi? Trước kia mình là phụ trách về thiếu niên nhi đồng. Mình là bí thư đoàn. Cuộc đời nó đưa đẩy, mình yêu thiếu nhi nhiều hơn. Mình thôi tham gia và mình bắt đầu gắn liền với môn bóng nghệ thuật. Mình bắt đầu từ năm 2006 tới bây giờ. Liệu hôm nay anh đến đây và có sẵn sàng để thể hiện cái tài năng của mình cho mọi người được biết không ạ? Mình sẽ bịt mắt. Wow. Và mọi người có thể đoán những cái con vật gì đó mình sẽ nói và mình sẽ thực hiện nó sau lực. Ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn của nghệ nhân bóng nghệ thuật. Không còn là một nghệ nhân bình thường nữa, bây giờ đã là một chú hề được rất nhiều khán giả yêu mến. Và tôi đặt hàng luôn chú hề, hai chú heo cho hai cậu con trai của tôi. Còn những con vật khác thì xin mời Diệu Nhi cùng với hai người chơi sẽ lần lượt lên đây chọn một cách ngẫu nhiên. Bây giờ sẽ là hai chú heo trước. Mình sẽ làm trước một con nha. Một con nữa mình sau chương trình mình sẽ làm để mình được dành thời gian cho được nhiều người hơn. Được. Mình lấy cái kính đeo lên nó mới đấy. Rồi, mời anh MC lên đây nha. Wow, quá đẹp và đáng yêu, không thể tuyệt vời hơn. Và bây giờ sẽ là những thử thách đến từ những người chơi trong chương trình và trợ lý của tôi. Vâng. Xin mời Nhâm Phương Nam trước. Hồi hộp quá. Mấy chó ạ. Ui, đàn guitar. Ui, đây là cái kiếm rồi. Rất nhiều. Yeah. Và bây giờ sẽ là trợ lý Diệu Nhi. Cực khó luôn á anh. Người nhện. Đặc trưng của người nhện á là có cái tơ nhện. Và cái này sẽ làm cái tơ nhện. Rồi mình sẽ bắt đầu tiếp tục nha. Diệu Nhi nha. Cảm ơn anh.
Quá đẹp luôn anh ơi. Và một tràng pháo tay cho nghệ nhân của chúng ta. Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và chúc anh sẽ có thêm thật nhiều những tác phẩm mới nữa dành cho các bạn thiếu nhi, cũng như có được sức khỏe để có thể đi đến bất kỳ nơi nào có thiếu nhi yêu mến bộ môn bóng nghệ thuật. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất. Cảm ơn chị rất là nhiều. Bạn số 3 thì đeo như là một cái khẩu trang, còn bạn số 2 thì đeo như là một cái sợi dây trang trí cho cái quần của mình. Em vẫn ghim anh số 2 này vì anh nghĩ mà em mất 15 triệu. Này chắc là đành phải dựa vào dùng một trực giác rồi. Trước khi dùng một trực giác, em muốn hỏi chị Diệu Nhi đó. Đừng hỏi chị không muốn trả lời cho em. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và bây giờ sẽ là vòng 4 của chương trình được mang tên Lập luận. Chúng ta còn lại hai gói tiền thưởng số 1 và số 5, các bạn sẽ lựa chọn gói nào? Số 5 anh ạ. Xin mời. Số 5. Nghe chương trình đưa ra ở vòng 4 sẽ là vẽ graffiti. Em hiểu gì về môn nghệ thuật này? Graffiti là một nét văn hóa của hip hop. Đó là tất cả những gì em biết. Và Diệu Nhi, em đã bao giờ làm quen và được nhìn thấy một bức tranh graffiti chưa? Dạ, em cũng đã được thấy rất là nhiều trên phim nè, trong những cái bộ phim mà các bạn nhảy hip hop nè, hát nè. Khi mà mọi thứ đang thuận lợi thì em sẽ lựa chọn ai cho nghề nghiệp này? Em nghĩ có thể là số 2. Lý do? Bởi vì cùng một cái khăn nhưng mà bạn số 2 và số 3 xử lý khác nhau. Bạn số 3 thì đeo như là một cái khẩu trang, còn bạn số 2 thì đeo như là một cái sợi dây trang trí cho cái quần của mình. Thì thường có những cái bạn mà yêu phong cách hip hop anh hay dắt dây hay là dắt khăn rồi này kia ngay chỗ cái lưng quần lắm. Liệu hai người chơi lần này có theo cái sự lựa chọn của trợ lý ảo Diệu Nhi hay không? Nhưng mà thật sự em vẫn ghim anh số 2 này vì anh nghĩ mà em mất 15 triệu. So với hai người thì đúng như vừa nãy chị Nhi còn nói là cái cách để khăn của anh ý nó giống với những bạn hip hop hơn. Anh thì anh lại để ý cái bàn tay của anh số 2 nha. Tại vì bình thường ấy để như này thôi là xong rồi. Nhưng mà anh phải cho ra những cái ngón thò ra, ngón thụt vào thì anh thấy cái sự điêu luyện trong ngón tay. Thì em nghĩ là anh làm nghề vẽ graffiti. Và em sẽ chọn số 2. Chốt đơn số 2. Lựa chọn của người chơi là khách mời số 2 ứng với nghề nghiệp là vẽ graffiti. Bây giờ là đáp án của chương trình. Chính xác. Khi vận may đã tới thì đúng là không hay cũng phải hay. Và chúng tôi xin tuyên bố lựa chọn chính xác. Nhưng quan trọng là số 5 kia sẽ có gói tiền thưởng là bao nhiêu. Wow. 1 triệu. Và xin được mời khách mời số 2 tiến lên phía trên. Bây giờ là lúc khán giả rất muốn biết về em một cách rõ hơn, tên tuổi cũng như cái thời gian em tham gia với môn nghệ thuật là vẽ graffiti. Xin chào mọi người, mình là Lực và mọi người hay gọi mình là Craig. Mình hoạt động graffiti được hơn 10 năm rồi. 10 năm như vậy là bạn hoạt động là bạn tự tìm tòi là tự vẽ hay là có một người thầy hay là một người nào chỉ lại bạn không? Thì thực sự ra cái graffiti này nó rất là mới tại Việt Nam. Nên cũng chưa có nhiều người hướng dẫn cái bộ môn này. Nên cá nhân mình tự tập luyện cái môn này là chính. Những cái nơi mà các bạn để lại những tác phẩm của mình thường là ở đâu? Cá nhân mình thì mình sẽ thực hiện lại những cái nơi mình đã qua xin phép và những cái dự án cộng đồng được thực hiện chung với những người xung quanh. Vừa rồi thì mình vừa làm một cái dự án chung với lại một cái thương hiệu giày về một cái tác phẩm dùng để bảo vệ môi trường bằng cái một loại sơn bảo vệ môi trường. Mình rất thích điều đấy. Những ngày đầu tham gia với graffiti chắc chắn là chúng ta chưa có nhiều cái không gian để thể hiện đúng không? Vậy thì hôm nay để nói một điều gì đó với những bạn trẻ có cùng đam mê giống như bạn
thì bạn sẽ khuyên họ điều gì? Mình chỉ muốn gửi đến những người mà họ mới tham gia cái bộ môn này là tìm hiểu thật là kỹ về cái loại hình graffiti và thể hiện hết mình, cùng với là dùng hết cái khả năng và tâm huyết của mình cho tác phẩm đó. Đối với tôi, vẽ graffiti là một trong những môn nghệ thuật nó có tính sáng tạo rất cao. Chỉ có điều tôi rất mong muốn những sự sáng tạo đó được đặt vào đúng không gian, đúng môi trường, và để làm cho nó có một cái sự tổng thể đẹp và được người khác công nhận tài năng của các bạn, chứ không làm cho người khác bị phiền lòng, có đúng không? Và tôi nghĩ rằng là nếu như đến đây mà bạn không thể hiện tài năng của mình thì thật sự là thiếu sót. Bạn có sẵn sàng để vẽ một bức graffiti nhanh nhất có thể đến với chương trình không ạ? Dạ, mình sẽ thể hiện một cách nhanh nhất có thể. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng phần thể hiện vẽ graffiti của Tấn Lực. Ta vẽ gì đây? Ta vẽ gì trước đây? Với màu sắc trên tay, ta cái vẽ gì đây? Màu sắc trên tay, ta vẽ gì đây? Diệu Nhi, em nhìn thấy những hình kia, em đoán đây là chủ đề về điều gì? Em nghĩ có khi nào là về nhà hay là xe cổ gì không? Tại sao? Tại vì em thấy vuông, giống như là mình đi máy bay sao là mình nhìn xuống vậy đó anh. Phương Nam, em thấy như là đang vẽ một con thuyền ạ. Tuyệt vời, mọi thứ đã rõ ràng hơn rồi. Đây chính là một bức graffiti với tên gọi của chương trình Giác Quan thứ 6. Chúng ta sẽ cùng tiến ra với bức vẽ này. Cảm ơn Tấn Lực với một bức graffiti rất đẹp, rất ý nghĩa. Cảm ơn em đã yêu chương trình, cảm ơn em với một ý tưởng tuyệt vời như thế này. Chúc em sẽ có thêm nhiều những tác phẩm nữa, và hơn hết sẽ đóng góp những tác phẩm này cho cộng đồng, để làm thế nào graffiti trở thành một môn nghệ thuật được nhiều người biết tới hơn nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Chúng ta cùng đến với vòng 5, vòng quan trọng nhất để biết xem hai người chơi sẽ có tổng số tiền thưởng là bao nhiêu trước khi ra về. Và vòng 5 có tên gọi quyết định. Còn có một gói thôi. 10 triệu. Nào, hãy mở gói tiền thưởng 10 triệu. Số 1. Chúng ta còn hai nghề nghiệp nhưng chỉ còn một khách mời. Các bạn sẽ phải lựa chọn một trong hai nghề nghiệp còn lại của chương trình đưa ra ứng với khách mời cuối cùng. À dạ. Yeah. Hãy cùng xem hai nghề nghiệp. Ui. Beatboxer và rapper. Thế mới khó nha. Beatboxer đó chính là những người sử dụng khẩu hình của mình, sử dụng cột hơi của mình để tạo ra những nhịp điệu, những giai điệu âm nhạc. Rapper thì ai cũng biết rồi. Và các bạn sẽ lựa chọn chàng trai này thế nào? Hai anh em có nói với nhau là lúc mà bạn ấy nói, em có nói với nhau, ui như bạn này làm rapper hay sao ấy. Cái cách nói của bạn ấy rất có nhịp và rất có flow. Mà với em thì em biết những cái người mà biết beatbox ấy thì thường thì có thể sẽ biết thêm cả rap nữa. Và như thế thì cái skill rap của cái người này sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì em đang có một cái cảm nhận là bạn này rapper, em vẫn nghĩ là vậy. Này chắc là đành phải dựa vào dùng một trực giác rồi. Trước khi dùng một trực giác, em muốn hỏi chị Diệu Nhi đã. À được. Quên. Thần tài của đội em đó. Ở cái vòng này thì thật sự đừng hỏi chị không muốn trả lời các em. Bởi vì chị cũng không biết. Như vậy là thần tài đã thở dài. Thở dài thì em biết rồi đấy. Em vẫn nghĩ bạn này là rapper. Mà trực giác thì anh luôn mách bảo là beatboxer nha. Lần này anh tin trực giác của anh. Thật ra ván vừa rồi, trận vừa rồi em không tin vào trực giác của em. Và em xin chốt nhá. Em sẽ lựa chọn bạn số 3 này là beatboxer. Vậy thì hãy cùng xem kết quả của chương trình.
thuộc về quỹ tiền thưởng của hai người chơi. Và xin được mời khách mời cuối cùng tiến lên phía trên. Em hãy giới thiệu về mình cũng như cái công việc của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Mai Hiển và nghề danh của mình là Plot. Hiện tại mình đang là 17 tuổi và mình là một beatboxer đến từ Gia Lai. 17 tuổi. 17 wow. tuổi là quá trẻ. Như vậy thì năm bao nhiêu tuổi là bạn phát hiện ra là bạn có niềm đam mê beatbox? Em phát hiện bộ môn này vào năm em 13 tuổi. Và điều gì khó khăn nhất để có thể đến được với beatbox? Đầu tiên là lượng hơi mình tiết ra cho một âm, và thứ hai là về phần nhịp điệu, và cái thứ ba là cách sắp xếp bài, cách sử dụng âm thanh của mình trong bài nhạc. Và bạn là người beatbox theo những cái bản nhạc được nghe từ trước hay bạn là người sáng tạo ra những cái nhịp điệu cho cái bản beatbox của mình? Mình là người sáng tạo ra những bài nhạc cho riêng mình. Bạn đã có cái bản nhạc nào được cộng đồng biết tới chưa? Nói về cộng đồng beatbox Việt Nam, họ biết đến em bởi một con track mà em tự nghĩ ra, đó là bài Come to the Việt Nam and Come to the Missile. Wow. Missile. Yeah. Thật ra là mình cũng hay nghe những cái nhạc rap, cũng nghe rất là nhiều các bài nhạc underground của các bạn underground, nhưng mà thật sự cái bài đó của bạn thì mình cũng chưa có cơ hội để nghe. Ngày hôm nay mình có thể được nghe bài đó không? Dạ, chắc chắn rồi ạ. Một tràng pháo tay. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của beatboxer Plus. Xin mời. Come to the Vietnam and come to the Midside. Come to the Vietnam and come to the Midside. Come to the Vietnam. I'm gonna put some pepper. Now I show you the Midside power. And the last chúng ta đang đi đến những giây phút cuối cùng của chương trình, giây phút rất quan trọng, công bố số tiền thưởng mà hai người chơi đã đạt được đến giờ phút này. Nào, xin mời trợ lý. Dạ thưa quý vị khán giả, tổng cộng là 41 triệu. 41 triệu là số tiền các bạn đang có vào lúc này. Nó có thể nhân đôi hoặc nó có thể chia đôi và giữ nguyên tùy vào chiếc két mà các bạn đã chọn, bên trong có tấm thẻ ghi thông điệp là gì. Dạ. Bây giờ hãy cùng trợ lý của chúng tôi đến với chiếc két mà các bạn đã chọn. Giây phút quan trọng đã đến, giây phút nhập mật khẩu. Liệu sau 5 vòng thi còn nhớ hay không? Nếu như quên mật khẩu, không thể mở được két, các bạn cũng sẽ không thể mang tiền về nhà. Và xin mời các bạn. Rồi, mời các bạn bấm. Đây nè, bấm thăng đúng không? Rồi bấm nãy là đặt là 7890, nhớ luôn. 7890 thăng. Không phải đâu nha mọi người. Không phải đúng không? Trời đất ơi, 7890 thăng. Trời đất ơi. Này, em làm sao đấy? Sao? Em là trợ lý, em chỉ gợi ý cho người ta bấm thôi. Thế bây giờ em mời người ta bấm xong em bấm luôn thì còn gì là bí mật nữa? Thì ai đến chương trình này còn tin chương trình nữa? Tại thấy mấy bạn chậm quá thì em bấm luôn cho nhanh. Tại dù sao em cũng lỡ thuộc cái password lúc đầu. Lần sau khi người ta bấm password thì quay mặt đi biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi. Ra bảo người ta lấy cái thẻ đọc lên. Lấy cái thẻ đọc lên, chỉ có cần phải nhắc lại, anh vừa nói xong. Hồi hộp quá.
hãy cùng xem bên trong có thông điệp gì. Xin mời. Thôi anh ơi. Bọn em chọn nhầm két ạ. Chắc là đổi lại được không anh? Lấy sự, đi. Sự thật là bọn em chọn két số 2, chứ không phải số 3. Trời ơi! Tấm thẻ này đó chính là... Chia đôi! Các bạn đã lựa chọn chiếc két số 3 và ở trong đó có chia đôi và tiền thưởng. Cuối cùng khi kết thúc chương trình đó là 20.500.000 đồng, xin được chúc mừng. Và trước khi chia tay với chương trình, các bạn sẽ nói điều gì? Thực ra thì hôm nay thì em rất là cảm ơn chương trình đã mời em đến đây chơi. Cho em thấy được là xung quanh chúng ta chỉ là những cá nhân nhỏ thôi, mà họ mang đến những cái đam mê của họ, lan tỏa đến những thông điệp yêu thương cho khắp mọi người xung quanh. Miu. Em cũng như anh Nam thôi, em rất cảm ơn chương trình và tất cả mọi người đã tạo nên được một cái chương trình nó thật sự tuyệt vời, để cho những cái người mà âm thầm cống hiến được lên sóng và khiến cho mọi người biết đến những cái sản phẩm tuyệt vời của họ hơn. Cảm ơn các em đã đến với chương trình. Chúc hai em sẽ có thêm thật nhiều những tác phẩm nghệ thuật gửi tới công chúng và những khán giả yêu mến mình. Và anh nghĩ rằng 20.500.000 là một số tiền có thể vui để ra về được rồi. Yeah. Chúng tôi muốn nói với quý vị khán giả rằng chúng tôi cảm ơn quý vị vô cùng khi quý vị luôn dành tình cảm yêu thương cho Giác Quan Thứ 6. Và hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi. Đó chính là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi là Thành Trung, còn đây là trợ lý ảo của tôi, Diệu Nhi. Xin chào và hẹn gặp lại. Sự xuất hiện của Kiên Hoàng và Loan Hoàng, cặp bố mẹ cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội, sẽ có những phán đoán và kết nối ra sao với giác quan thứ 6 của họ về các nhân vật bí ẩn? Bí mật sẽ được bật mí trong tập 5, được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật tuần sau trên kênh VTV3.